Học Phật cần phải tu giới định huệ. Thường dùng giới định huệ để tự thức tỉnh vì chúng giúp ích việc tu hành. Giới định huệ là việc học vô lậu, người tu hành cần phải có đầy đủ. Giới tuy có ngũ giới, thập giới, bồ tát giới v.v. nhưng cơ bản nhất là ngũ giới. Không sát sinh, không ăn trộm, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Trì giới thì không tạo tội. Định là gì? Định tức là thiền định, nói rộng ra chút nữa có nghĩa là bất biến. Có kẻ tu hành đầy vọng tưởng, hôm nay tu thiền, ngày mai nghe nói niệm Phật công đức to lớn, liền bỏ tham thiền mà niệm Phật. Sau vài ngày, lại nghe nói trì chú là thù thắng, liền bỏ niệm Phật mà trì chú. Người như vậy, nay tu pháp môn này, mai tu pháp môn khác, kết quả chẳng tu thành cái gì. Lại còn có kẻ niệm Phật, niệm Bồ Tát, một ngày niệm, 10 ngày nghỉ. Hoặc ngày nay niệm, ngày mai nghỉ, đó đều gọi là không có định lực. Định lực đối với người tu hành rất là quan trọng, không có định lực tu đạo đương nhiên thất bại. Thiếu định lực thì đạo tâm chẳng kiên cố, dễ dàng bị ảnh hưởng bên ngoài chi phối làm đọa lạc. Tiếp đến là huệ. Huệ tức là trí huệ. Làm người kẻ thông minh, người ngu dốt, vì sao có kẻ thông minh lại có người ngu đọn? Đấy là do nhân quả. Nếu quá khứ tu hành niệm Phật thì đời này chắc chắn có được trí huệ. Ngược lại, chẳng trồng thiện căn thì trí huệ đương nhiên chẳng có. Trong sách Đại học nói, định nhi hậu năng tịnh, tịnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lư, lư nhi hậu năng đắc. Nghĩa là, có định rồi mới tịnh, có tịnh rồi mới an, có an rồi mới sáng, có sáng rồi mới được. Do đó có định mới sinh được huệ, nếu chẳng có định, tạp niệm dẫy đầy, vọng tưởng lăng xăng thì làm sao có thể thấy suốt đúng sai rõ ràng chân lý được. Giới. Giới nghĩa là quy luật giúp mình đề phòng phạm tội. Khi chưa phạm tội, mình cần tu đạo. Bí quyết tu đạo là ở định lực. Có định lực thì sinh trí huệ, từ đó mới có thể liễu đạo thành Phật. Nên giới, định, huệ là điều kiện tất yếu mà người tu đạo phải có. Không trì giới thì có thể tạo tội nghiệp, thiếu định lực thì tu đạo không thành, không trí huệ thì ngu si vô trí. Tôi khuyên các vị hãy lấy giới, định, huệ, ba chữ này khắc sâu vào lòng, thường đem ra tự cảnh tỉnh mình. Tôi tin rằng đối với việc tu, chúng giúp ích mình lắm. Hòa Thượng tuyên hóa rằng 18 tháng 6 năm 1958. Ha ha ha,